Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mày. Duy Khả kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Ngày hôm nay thì bắt đầu sau khi gộp mấy chỗ S8 với 9 lại với nhau thì bây giờ Khải đang chuẩn bị ăn Evening Giáng sinh ăn lành nha mọi người. Evening Giáng sinh ăn lành nha anh em. Evening này thì vừa mở vào ngày hôm qua thôi, vào ngày 4 tháng 12. Thì hôm nay ngày 5 rồi thì Khải tranh thủ Khải ăn để lấy càng khôn, lấy thêm cho mình kỹ năng vốn có 2 cấp để cho nó khỏe hơn nè mày. Hôm nay thì Khải hết càng khôn rồi. Nên là bây giờ Khải đang mở Evening ăn vậy nè. Rồi, mở này đi. Auto 1.9 ấy, Phúc Thái ơi. Lùm auto 1.9 tự động mở nha anh em. Anh em chỉnh cho phần thiên thổ lộ á. Thường thường thiên thổ lộ là anh em đỡ 60. Thì cái này anh em đỡ không. Anh em chọn vật phẩm đó là túi nguyên liệu Giáng sinh. Rồi anh em đứng ra ngoài thành thì nó sẽ tự động mở nha. Nó sẽ ra tự động mở nha anh em. Chỉnh như gì số 0 nha. Rồi phải vô tổng kiện phải mua cái vớ rồi. Thiếu cái vớ đi rồi. Chuông thì không còn mua này, đó cái chuông này nãy thì em đưa 2k không còn mua. Giờ bên này Khải mua sẽ mua thêm vớ Giáng sinh, một vạn với lại trăm một vạn xấu với lại ít đồ. Mary chật mệt này, ok 1.6 vạn với lại 50k điểm, ok phải mua 1.000 cái nè. Rồi hết rồi, rồi đủ nguyên liệu nha mọi người. Thì vừa rồi thì Khải cũng đã mở đủ nguyên liệu của mắt này thường hay mất nên đây thì Evening lần này sẽ tốn là 1.000 nón, 1.000 áo, 1.000 quần nha anh em, kèm với 1.000 chuông. Mấy cái thường Khải sẽ vứt cả lon nha anh em ơi, kèm với 1.000 vớ Giáng sinh. Thì cái này Khải đã chuẩn bị xong rồi, kèm với 10 kim đó, ok. Còn lại tất cả những thứ kia là dư thừa ít hơn Khải sẽ ép Evening tiền vạn xong. Giờ Khải sẽ vứt qua con cờ lon nó giữ, bữa nào Khải ép Evening tiền vạn Khải sẽ lấy cờ lon lấy tiếp. Rồi. Cái thừa Khải sẽ bỏ qua cho anh em nhìn dễ hiểu hơn. Giới thiệu sơ qua là mùa này ép như vậy nè mà. Cần anh nguyên bánh không ạ? À? Thích thì anh em anh còn không thích cũng chả sao đâu mà. Khải thấy anh hay không anh thì nó cũng như vậy nè mà. Cái này thì anh Evening mà. Người nó cũng hên xui à. Chứ cũng không có tính những độ may mắn này nọ. Đó ok. Rồi Khải bước qua này đi. Đủ chỗ không ta? Khải thấy thêm thiếu rồi ta. 2, 4, 6, 8, 10, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24, 6, 8, 10, 24,
800.000 nữa em ơi. Cả tiền tống kim này nọ, điểm tống kim này nọ cũng 800.000 Việt Nam đồng. Hai đấu số rồi. Rồi. Giờ đổi 10 cao su thành 10.000 xu nha em ơi. Đổi 10 kim thành 10.000 xu nha. Đổi 10 kim thành 10.000 xu sẽ đi mua nữa xem. Tiền vàng tầm này khoảng tầm 50 cho đến 55 tùy người bán nha em ơi. Hoặc là người 60 tùy anh em bán thôi. Khá thì hay mua giá cũng khá, giá hữu nghị nữa là mối riêng rồi. Rồi, ok Minh Nguyễn ơi, anh Evan nha anh em. Rồi, giới thiệu sơ qua cho anh em cái Evan này như thế nào và ra sao. Thì anh em cùng lên trang chủ cùng tham gia với Khả cho vui nhìn đới này nè em ơi. Đây anh em ơi, đây là Evan nè anh em ơi. Giáng sinh ăn lần, vừa chính thức mở vào ngày hôm qua nha anh em. Vừa mới chính thức mở vào ngày 4 tháng 12 nè. Đó. Thì nguyên liệu thì ép chỗ Tương Dương trung tâm, các thành thị. Rồi, cái túi nguyên liệu này là Khả vừa rồi Khả mở một mớ này ở bản đồ 70, 80, 90. Và sẽ mở ra được áo, nón, quần Giáng sinh. Đó, ba vật liệu cơ bản lúc nãy. Rồi Khải vừa rồi Khải mua vớ Giáng sinh này, Khải mua ở giá thứ hai là 1,6 vạn, với lại 50 điểm tích lũy thì Khải sẽ tốn 50k điện tống kim kèm với 1.600.000. Đó, chuồng Giáng sinh này thì đánh nhiếm hưu heo ra, hoặc là mua 50 điểm trên một cái. Thì vừa rồi thằng em nó cho mình 1.000, 2.000 cái rồi thì không còn phải mua. Rồi bây giờ Khải sẽ thiếu cái chỗ đó là khăn tròn đỏ nha mọi người. Khải sẽ đi mua 1.000 cái khăn tròn đỏ tương ứng khoảng tầm 10k xu. Đó, thì sau khi mua xong đủ nguyên liệu thì chúng ta sẽ ép Evan người tiết tròn khăn đỏ nha nè. Đó, thì nó gồm những nguyên liệu như thế này. Đó, gồm 6 món nguyên liệu. Đó, rồi sau khi ăn thì sẽ được cái gì chức chứa loại linh diệt như đây. Rồi gồm đủ 6 mảnh từ 1 đến 8, mang đến hồn kim tôn giả được tương dương là được thành bí kíp chính ít tự chọn. À, rồi ngựa mảnh ngựa nè. Rồi vật phẩm đu tốt cá nhân băng hội sử dụng được 8 mảnh nhu tình hiệp cốt như ăn ban vé số hộp quà ông già Noel. À, hộp quà ông già Noel này ăn 50 cái nữa này sẽ được kinh nghiệm này nọ nữa nè em ơi. Hộp ông già Noel rồi sẽ được chống phái linh dược 5 điểm kỹ tiềm năng và chống phái linh đơn 5 điểm 1 điểm kỹ năng, tương đương là hai cái này là tương đương là một cấp này, ăn được hai cái là được một cấp ấy. Gồm 20 mảnh
yêu đợi, đợi đợi lấy à. Rồi loài bí tổ, cái này là loài bí phổ à, à cũng 2 đến 10. Lần bài bót lỡ hợp mảnh thạch anh quốc tử hóng binh thủy tinh tinh hồng phúc duyên thiên hán bằng nhược sơ đồ thiên thổ lộ quốc tử thiên sơn đại lực phi tốc sắc thủ. Lần bài phong độ nói chung là cũng giống như mùa trước không gì khác nữa mà. Vùng này có thêm phần sáng dưới chân rồi nè, vần tím tím rồi nè mày. Rồi sau khi mắt sẽ được 300 băng hỏi 300 cá nhân tiếp bình tinh hoặc là kèm với tiết hỏi tinh hạt tiết hỏi tinh, rồi chắc chắn sẽ có mặt nạ này nọ để thành mấy kiếm 120 hoặc tốt phiến rồi tỷ lệ không rượu bảo rương trang bị nhu tinh hiệp cốt rồi lỡ bài bí kiếp món nhu tinh ăn ban hiệp cốt đình quốc này mà rồi ngựa một con ngựa chuẩn bị không có khác gì nữa mày. Và đặc biệt có thêm đó là càng khôn 15 ngày và đạt thành 90 mặt nạ kháng cảnh 5 bảo rương kỳ bảo bảo rương kỳ trong gì trong bảo gì đây trong gì bảo ngẫu nhiên sẽ được các phần thưởng sâu trong bộ hiệp cốt trừ gia truyền nhẫn trang bị nhu tình trừ gia truyền nhẫn. Ồ, có khi ra trang bị ăn ban đình quốc luôn nè này mày ngon à bảo rương kỳ bảo này ngon ấy bảo rương kỳ trong gì bảo ấy. Ngon ấy ngôi sao ngẫu nhiên sẽ hóng thật phôi à đừng nghĩ ngôi sao này cố gắng kiếm cái kỹ năng một cấp từ cái phôi dáng sao bào đẹp này mày thật nó bay bị kiếp ngon ấy. Rồi mình bay bất đại mày boss thì chuyện giới rồi ok rồi tổng sơ qua như vậy nữa mày và bây giờ chúng ta cùng trở lại với mạng anh Vinh từ Khải nữa mày và anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ hỗ trợ nữa mày sau khi đã giới thiệu sơ qua bây giờ chúng ta sẽ mua khăn tròn đỏ sẽ mua 1.000 cái rồi đó thì sau khi bỏ 10 ca sâu mua 1.000 cái khăn tròn đỏ là bắt đầu ép được rồi nha mọi người rồi ép này ta sẽ ghép người tuyết khăn tròn đỏ ok 1.000 cái như này đó cái đó là công thức ép nha em rồi và bây giờ chúng ta cùng anh em Vinh nha em ơi à, theo anh em nói thì cũng nên cánh bình may mắn này nọ hiện tại Khải thì không còn may mắn rồi thôi bỏ đi em ơi không cần may mắn em ơi hên xui cả em ơi rồi dứt ok bây giờ chúng ta cùng lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường rồi anh cùng anh em Vinh nha em ơi một cái nơi phong cảnh hữu tình cho anh em xem nhé. Anh em Vinh trên này nó mới chất lượng em ơi. Rồi, vô. Đây đẹp anh em ơi, quá đẹp luôn. Trước khi anh em mình cho anh em xem lại xếp đồ này, Khả đang bận xếp nhu tình như nào. 40 chậm từ gia chiên. Nón thủ lý 120. Đang thủ lý 120 thì Khả đang có 80 chậm như nào. Một áo nhu tình kỹ năng 1 cấp. Đó, sinh lực 194. Cái này không khác gì áo cực phẩm như này mà. Khả vừa mua 12 cây dạng. Đó, khoảng tầm 8 gần 800 nghìn. Rồi một ngọc bội cực phẩm mắt ọp 25 Khải vừa mua 14 ca dạng thì khoảng tầm hơn gần 1 triệu nè mày. Đó 14 ca dạng. Rồi nhẫn nào cộng 24 mắt ọp gia truyền mắt ọp. Rồi kèm với bao tay kháng lôi 29 sức lực cao. Nhẫn kháng hỏa 14 sức lực sinh khí chống 40. Đôi giày tóc 39 kháng hỏa 17 và sinh lực và chống 30 sinh khí 7. Và một cây vũ khí lôi sắc 250 sinh lực 200 và thời gian chón 50 thì Khải đang có là kèm với cái đôi giày là 30 nữa là 80 chón kèm với nhẫn là 120 chón nha. Còn bông tiêu này tí nữa Khải sẽ đọc bông tiêu kháng cả lên nha nè. Rồi những video sau Khải sẽ đọc cho anh em xem. Rồi một cái ấn tính thuộc lý 25 rồi trang sức kháng cảnh 5 và cái này thì chuẩn bị Khải mình là sẽ có cho anh em xem. Rồi cánh như nào vô tù anh nó mới thương ạ. Anh em đang xem cùng nhau đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Rồi cuối nha mọi người. Ngàn em Vinh cho anh em. Vừa ép xong dứt. Vừa rồi chúng ta đang có được một cái mình bánh 5 từ mặt nạ. Một bất quả lộ. Một phi dân 7. Trời ơi từ phi dân mình 8 là đẹp nè. Mình 7 là không phải hiếm nữa mà. Đừng có mình 8 là được máy kim rồi. Tiếp tục. Một cái đây. Hộp quà ông già Noel. Một điểm kỹ năng. Ồ, Khả đang sẽ cần hai cục tiềm năng nè mày. Hai cục tiềm năng, hai cục tiềm năng quyển 3. Tiếp tục tiền thảo lộ, một mảnh bí kiếm 120 phong ấn độ. Một bình quá tiểu đại, quá tiểu đại. Mấy năm tiền thảo lộ. Hello anh em vô nha, kính chúc anh em một buổi xem một video vui vẻ nè mày, đừng quên đó là like ủng hộ cho anh em ơi. Một mảnh bí kiếm 90 số 5 à tìm được từ 1 đến 8 mảnh đó là kiện tôn giả tại Yên Dương đổi thành túi bí kíp tự chọn. Ủa, đổi được cuốn bí kíp tự chọn luôn này mày ngon à. Này mà đổi cuốn bí kíp tự chọn cũng được 4 năm kim á, chọn một bí kíp nào cũng được luôn. Bí kíp hiếm như là cái bang này nọ này mà đừng môn
ngày mấy năm tiền thổ lộ. Hộp quà Xuân may mắn nhắn cho phải đỡ Linh nhận loại Linh đang dược. Ok. Ok, bốn cục mỗi loại. Vừa rồi thải nhìn nhầm á. Hơn 300 cái rồi nè mày, hơn 300 cục rồi nè mày. Hơn 300 cục rồi. Phúc Duyên nè, cánh bỏ ơi. Anh em đang xem một like ủng hộ mạnh anh em ơi, một like cho xem ủng hộ mạnh anh em ơi. Tại Khải đang thiếu càng khôn nè anh em ơi, nên là tay hơi phèn nè, mà tí nữa Khải có càng khôn Khải cánh vào sẽ được 4 kỹ năng như nào. Sẽ có 4 kỹ năng thì dụng cực. Và nếu như có thêm một cái phi phong nữa sẽ được 5 kỹ năng. Thì lúc đó Khải sẽ đặt móc 81 tốc độ đánh lại nha nè. Mạnh hiệp cốt, đưa tình, lượng mạch bot, Phúc Duyên, sắc thực giãn, Phúc Duyên, mặt nạ, mặt này rác, quá rác luôn nè mày. Hello mọi người, vô anh em vô cùng nhau đỡ lại Khải một follow anh em ơi. Link follow TikTok bên dưới đó. Anh em có thể ghé TikTok Khải một follow nha nè. Like chia sẻ mạnh anh em ơi, like chia sẻ mạnh ủng hộ chơi anh em ơi. Vừa rồi anh được 400 mấy chục cá rồi. Mới có một điểm kỹ năng rồi anh em ơi. Cố gắng Khải tìm mấy cục tiềm năng nữa anh em ơi. Chủ yếu tiềm năng, kỹ năng tầm này Khải thừa. Kỹ năng tầm này thừa quá. Đang thừa mười mấy điểm vô điểm này nè. Rồi 500 cục à, 500 cục rồi, còn một nửa chặng đường nữa anh em ơi. 20 hộp đỏ nè, 2 hộp này, 1 túi số bí kíp, 1 cuốn 2, cuốn 3, có hơn rồi. Một quá tủ đại, quá tủ đại, cũng cái gì đây, cuốn 9, ok nè, mấy cuốn này hiếm nè, cuốn 9 hiếm nè, cánh lung là đẹp luôn. Ngon lành, tiểu ma đã thành. Cái này là mấy anh em 120 á, cần thì cắn lên là úp lên luôn nè. Cái này ra từ cuốn 1 đến 10 thôi. Đại lực là bao thiết là háng. Mấy số. Ôi cấp này không ăn được thiết là háng nữa nè mày. Trên 120 không ăn được la là háng nữa. Thủy tinh. Mịt nạ. Phúc Duyên, Phúc Duyên. Thiên thủ lộ thủy tinh. Mịt nạ. Cục tiềm năng ơi, đủ cần hay cần 4 cục tiềm năng nữa. Mỗi một sử dụng 14 cái luôn. Quá gờ. Ở 4 lên sắp hết hạn nữa mà. Hai con sắp hết hạn. Cán mình là mấy ra tí quốc luôn. Ngựa, chiếu dạ 3, chiếu ơi. Thiệt là hạn. Vừa rồi, Khải cán may mắn rồi nè mày. Sống này Khải vô Khải quốc sống một boss luôn rồi. Quốc sống một boss. Không biết bằng miệng không bắn, không bằng miệng bắn hơi phèn nè mà. Mà không sao, đã quốc hai con bot kia. Thấy gì phải cắt mấy cái đồ này nè. Chặt rương quá. Ok. Bỏ qua cho nó khỏi chặt rương, tiếp tục khui tiếp nè mà. Còn là 169 cá nữa. Vẫn chưa có cục tiềm năng nào hơi phèn nha. Tiền thổ lộ tầm này hơi chọc rương, bỏ ăn qua cho tính xong. Sớt thổ nghị giảm. Mấy cái này thừa cho anh em trong bàn. Đồng bài boss 2 con. Tính xong qua cho anh em xem nha. Hơn khoảng 11 kim này thổ lộ gì? 2, 4, 6, 8, 10. 12 bên tiền thổ lộ khoảng tầm cho 200 xu thôi. Hai con boss này 200 xu là 400. Rồi thu được khoảng mấy cuốn này nữa. Cho khoảng thêm 100 xu nữa, 500 xu rồi nha. 500 xu kèm với mấy bình này, bốn bình này bình 100 xu nữa là 900 xu, 900 xu rồi anh em à, 900 xu, rồi 900 xu ấy, bèo bèo thu 900 xu anh em, tiếp tục thử nha. Có nhận móc không ạ? Cái này auto tự nhận móc luôn Minh Tú rồi, rồi là khả năng giao dịch qua bên này là 900 xu nè, giờ tiếp tục thử được gì nha? Bên này. Rác anh em ạ. Cùi tiếp anh em ạ. Hoa sơn cắn ghi chưa. Hai lần bài boss này sắp hết hạn. Nghìn năm, hai cái nghìn năm. Rồi khui. Tiềm năng đâu? Đang kiếm mấy cục tiềm năng ơi. Đang cần tiềm năng nữa mơ. Không có mà đi mua tốn kém nữa mơ. Tiềm năng đâu? 39 bông rồi. 50 bông rồi, vẫn thiếu bông luôn, 40 rồi. 10 bông nữa, 10 bông nữa. Đại lực thiếu là hai.
Trời ơi, gì đây? Không ra luôn em ơi. Ôi, được một cục tim đen này. Đó, hai cục này tương đối một cốc này nè. Đó. Một cục một kim đen, một cục đem tim đen. Tương đối một cốc rồi đó. Em cục tim đen ơi. Ôi. Đây. Rồi thì chúng ta đã ăn xong. Khởi được một cuốn đại thành đại thành 120 luôn này, ngon. Đại thành 120 cũng được 2 kim. Đại thành 90 cũng được 500 xu. Được căng khôn được 3 kim. Cục này mát rồi. Tiếp tục khui nè, hộp quà Noel. Ok, kháng tất cả nè. Bộ trang sức, ok, bộ trang sức đẹp dành cho giỏ đen luôn em ơi. Kháng tất cả 5 và sức lực 200. Ok, mang luôn nha mọi người. Thì tiếp tục chúng ta sẽ tính tiền cho anh em xem. Một lời 30 kiếp nữa. Cái này tưởng tùy chọn nè, mình tưởng tùy chọn hơi phèn nha. Tùy chọn mới có tiền nè. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ chốt tiếp tục, đó là vừa rồi được một kim đúng không? Cái này thêm được 2 kim nữa này. 2 kim này, một bộ này được khoảng 1 kim nữa. Đâu, một bộ này phải hơn 1 kim, một bộ này khoảng 1 kim rưỡi. Là 2 kim rưỡi này. Cảnh. Đó, phải có là phải đổi danh xài được 1 năm. Rồi, 2 kim rưỡi nha. Cái càng khôn này hiện tại sẽ vừa khoảng tầm 4 kim. Đó, 4 kim. Thì Khải 2 kim 5 này. Cộng với 4 kim thì Khải có 6 kim 5 rồi nè. Cắn luôn nha mọi người. 6 kim 5 nè. Rồi, cái này cho khoảng 500 xu ơi. Đại thành 9x 7 kim. Đại thành 120 khoảng 2 kim. 2 kim nữa là 9 kim. Còn quá 9 kim rồi nè, mà không lỗ nè, mà lỗ 3 kiếp khoảng tầm bèo lắm cũng được 800 xu. Cho 500 xu thôi nè em ơi. Đó, 9k5. 9k5 rồi nè em ơi. Không lỗ đâu nè em ơi. Rồi một bộ này khoảng tầm 1 kim nữa nè em ơi. Bộ trang sức nè. Bộ trang sức này 1 kim nữa nè. Hạn sử dụng là 15 ngày. Một cái 20 ngày, một cái 15 ngày. Đó, bộ này 1 kim nữa nè. Là 10k5 rồi. Đâu có lỗ đâu nam. Quá đẹp, 10k5 rồi. Cánh mấy cái này nè, tiếp tục nè. Ui, trời ơi, ngựa nè mơ. Đâu. Ui, ngôi dao Giáng sinh. Trời, không ra gì luôn. Rồi tiếp tục khui, sao thu giãn. Ủa, có cái nào ra phi phong là sao nóng hiện ta? Ủa, Khải nhớ là có cái gì ra phi phong mà ta? Nãy Khải nhớ cái gì mà ra phi phong mà em được Khải xem lại coi. Được cái ngôi sao đúng rồi. Má, ngôi sao Giáng sinh không ra phi phong nè em ơi. Nhỏ thiệt sự. Buồn gơ gố nè em ơi. Không ra phi phong, ra cái da cái hóng minh thạch quỳ bắp rồi. Giờ phải tốn tiền mua phi phong nữa rồi. Rồi, mình số 5. 10 kiếm 5 rồi. Con ngựa này chắc 15 ngày. Con ngựa này cho nên trong bang và trong xu. Thì dân giới 500 xu. Thì dân giới 500 xu nè. Đó, 11k kèm với con ngựa này 300 xu. 11k3. Không lỗ nha em ơi, vẫn lời nha mọi người. Lỗ còn phải anh thôi, chính xác là viên hòn ấy. Úp được mấy chục phần trăm là ok. Còn có 42 cái đỏ à. Khui nha nam, hộp quà xung may mắn à. Ui. Cái này à. Nhấn chuột phải để nhận á. Ủa sao nhấn được ta? Cái này không nhấn được bị sao rồi. Không nhấn được cái đó đợi dành thì từ đến sau nè mày. Rồi. Không, cái này chưa nhấn được. Đang bị sao rồi, hộp quà xung may mắn này. Không nhấn được. Rồi. Cái váy này 500 cá nhân này, 500 cá nhân được khoảng tầm 500 xu là 11 kim 8. Ồ, vẫn ok nó mà không lỗ đâu. Rồi, khui này, tiếp tục khui cái túi màu đỏ được ra gì nè em ơi. Này ra nhiều đồ lắm. Khui nha. Một nè, gì đây? Nhân cành thông Noel. Sử dụng có ý nghĩa là gì? Sử dụng 1000 người à, sử dụng 1000 tiếp mới nhận được 10 thêm được 10 triệu kinh nghiệm mà. Ok. Cà rốt túi đỏ. Đây, giờ nó cho cà rốt túi đỏ cái thòng này. Cà rốt Noel. Bông tiết Noel, 4 loại nữa. Có thêm gì nữa khác không? Phi phong hay gì vậy? Chuông Noel. Ô, cái này không được phi phong luôn em ơi. Cái này lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Rồi, cánh một cái 10 triệu kinh nghiệm em ơi. Ủa, ánh mắt rồi mà. À, phải mắt cả cái người tiết xanh thì mới cắn được cái này. Cái này sẽ đợi danh sâu nè mà. Rồi tiếp tục phải khui là 30 kiếp nha nè. Khui Thiếu Long Quyền Pháp được 500, cũng được 500 xu đến kim. Cũng được. Rồi, hết rồi nè em ơi. Này hết đồ rồi.
chung là bỏ khoảng hơn 11 kim, thu về cũng 11 kim cho năm. Rồi, chung thì Evan thì ngày hôm nay thì sẽ như vậy thôi năm ơi, không có gì thay đổi năm ơi. Khải thấy nó cũng khá tương đối giống như những mùa trước. Rồi bây giờ Khải sẽ mang những cái trang sức Khải mơ vừa up lên này năm ơi, trang sức 200 này, mang này. Rồi, khán cả năm này, mang này. Rồi một cái càng khôn 15 ngày này, cắn luôn này, cho nó khỏe nè, cắn này. Hiện tại lực tay đang là 4.600, cắn cho anh em xem. Cắn nhiều hai kỹ năng cũng có nữa nè anh ơi. Cắn, khịt. Đó, 24 cấp này, ok chưa? Lực tay 5k3, chuẩn chưa? Quá pin luôn. Rồi, tầm này Khải sẽ cố gắng tăng thêm ít nữa cho linh đam nha. Ngon lành cành đào luôn. Ôi, máu 2.700 nè em ơi, khá là trâu luôn nè mà. Thôi, dùng đam đi. Quá dữ. Máu xuống người 2.700 nè em ơi, dữ chưa? Này gió đang quá khỏe luôn nè. Đó, ok. Rồi, quá đẹp. Rồi, mấy cái đồ thường Khải sẽ vứt vào cờ lon nha mọi người. Vứt cái cờ lon cho nó chạy. Chắc lương quá, chắc lương quá. Rồi, tầm này vào chợ ấn tí, tống kim tí nha nè. Đó, cánh càng khôn vô người nó phấn chấn, nó khỏe mạnh hơn liền anh em ạ. Không có càng khôn thấy yếu đuối quá. Cái này... mình nà mình bắn năm tối đi chờ là cái này trang sức năm thừa cho anh em còn ba ngày. Rồi, túi này là để dành nào ăn được anh giờ chưa ăn được. Rồi, mấy cái cây thông này cũng vậy nè mày, tại chưa cho anh khi nào anh Evan tiền vàng mới ăn được. Noel này, Evan Noel này. Mấy cái hộp này mở được gì ạ? Cúc 8 mật ngon, mật ngon phức. Mạnh 8, không biết mạnh hiếm ở đây. Mạnh hoàng là nhẫn này, nhẫn kháng hỏ này em à. Ờ, vòng sáng không thấy ta, đúng rồi. Giờ em nhắc mới nói, ủa sao vòng sáng không có nè em. Anh Yên Vinh mất, không có vòng sáng, quái đạo. À, được 6 cái sư đờ, được 60 xu nè. Quái đạo nha. Mà thiết là kháng sốt đi nè em. Chắc 30 không cũng được. Và cá nhân này, cái nhắn ăn ra nè. Ban hội nè. Ngựa mạnh phi dòng 7. Thế chuyện giới. Thiện giới này khi nào cần gì chiến nè mà. Này chưa cần gì đâu. Với số với độ sốt nữa rồi. Chắc thời gian đại lực lớn bao. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho mọi người. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Nhưng Khải sẽ cất mấy cái này vào rương đấy. Chuẩn bị tống kim.